Giải golf khai xuân năm mới FCA Spring Golf Tournament đã chứng kiến chức vô địch thuộc về một nữ golfer trẻ nhất từ trước tới nay. Giải FCA Spring Golf Tournament quy tụ hơn 800 tay golf tranh tài. Sau 3 ngày thi đấu, chức vô địch đã bất ngờ thuộc về nữ vận động viên mới bước sang tuổi 13 là Lê Trúc An. Vận động viên Lý này chỉ cần 69 gậy để chinh phục 18 hố của sân Sầm Sơn Golf Link, qua đó trở thành người chơi trẻ nhất từ trước tới nay chạm tay vào chiếc cúp vô địch.